Vâng, xin chào các bạn nhé. Hôm nay mình có đặt được một cái loa Bluetooth A2. Đấy. Cái này mình đặt trên Tiki, có giá là 155.000 thì được giảm 50.000 cho cái khuyến mãi của thẻ tín dụng của mình. Thì nó chỉ còn lại 100.000, 100.000 cho một cái loa Bluetooth. Cái loa này hôm qua mình nghe 3 tiếng đồng hồ, mình thấy bass nó đánh rất là hay. Cái bass ở cái vùng này, này mình nghe thấy rất là ok. Thì trên đây nó có một cái jack để mình kết nối với điện thoại. Cái jack này là jack rời, tất cả nó đều là jack rời hết. Kết nối điện thoại hoặc tivi. Thì mục đích của mình là mình mua là mình về mình thay cho loa tivi nhà mình bị hỏng. Thì các bạn chỉ việc cắm ở đây, rồi cắm cái này vào cái jack ra loa của tivi và cái jack tai phone đấy là được. Ở đây có một cái chân USB, một khe cắm thẻ nhớ, một cái chân sạc và một công tắc nguồn. Thì cái chân sạc này là đi kèm theo loa đây, nó không được dài và cũng không được đẹp lắm, mình có thể thay bằng jack khác. Thì nếu mình cắm tivi thì mình sẽ cắm vào cái chân này, rồi mình ở đằng sau tivi nó cũng có một cái chân USB nữa, mình cắm ở đấy để mình sạc luôn. Nghĩa là mình bật tivi lên vừa nghe nhạc vừa nghe tiếng trong tivi mà mình vừa sạc luôn. Đấy, nó rất là hay. Các bạn yên tâm không cần phải tháo ra tháo vào để mà cắm sạc làm gì cho mệt người đây. Đấy, thì đây nó có một cái chế độ nữa, chế độ đài FM. Đấy. Nhưng mà cái này thì của anh Tàu Phượng. Thế nên là mình có khả năng là mình sẽ không bắt được. Tại vì hôm qua mình cũng mò mẫm rồi, mình cũng thử rồi, mình thử xem có cách nào để bắt cái sóng FM của nó đấy, nhưng không được. Đây, cái này là của Trung Quốc nha. Đấy, thế nên là khả năng cái sóng cố định trong này nó chỉ bắt được cho đài Trung Quốc thôi, nên đài Việt Nam của mình là có khả năng là không bắt được. Mình đã thử rồi, mình cũng thử cắm cái tai nghe vào như kiểu cái điện thoại ngày xưa đấy, là mình cứ phải cắm tai nghe vào để mình mới kết nối được cái đài FM ấy, nhưng mình cắm thử rồi nhưng cũng không được. Thế nên là cái này mình chỉ để nghe nhạc thôi. Các bạn có thể dùng thẻ nhớ USB đấy, hoặc là cắm kết nối điện thoại sang từ cái thiết bị nghe nhạc khác, cắm thông qua dây này, hoặc là kết nối trực tiếp bằng Bluetooth đấy. Thường thì mình sẽ kết nối bằng Bluetooth cho nó tiện. Đấy, TV nhà bạn nào có kết nối Bluetooth thì mình cắm thế cũng được. Vâng, xin cảm ơn các bạn nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Mình sẽ tiếp tục mua những cái đồ vừa hay vừa rẻ để mình review cho các bạn xem. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.